Vingroup sẽ ra mắt ngày hôm nay 14 tháng 12. Vinsmart, công ty công nghệ trực thuộc tập đoàn Vingroup, mới đây đã chính thức xác nhận sẽ ra mắt chiếc TV đầu tiên của mình vào ngày hôm nay ngày 14 tháng 12. Chiếc TV của Vingroup sẽ mang thương hiệu Vinsmart, cũng là tên thương hiệu đang được sử dụng trên smartphone của tập đoàn này. Trước đó, Vangsmart từng xác nhận sẽ ra mắt 5 mẫu TV mới. Tất cả 5 mẫu TV này sẽ chạy hệ điều hành Android TV của Google, cho phép người sử dụng có thể truy cập vào kho Play Store với lượng ứng dụng phong phú một trong số những model TV V-Smart mà Vinsmart sẽ ra mắt trong lần này là 55K E8500. Chiếc TV này có kích thước 55 inch, độ phân giải 4K, hỗ trợ HDR và âm thanh Dolby. Trước đó, Vansmart cũng đã trưng bày mẫu TV này tại một hội nghị của Google về Android TV diễn ra tại Thái Lan. Một số hình ảnh được ghi lại cho thấy VizSmart 55K E8500 sẽ có thiết kế viền màn hình mỏng, đi hợp với xu thế ngày nay.